Để nghe nhạc thử. Đây máy đang ở chế độ off đây, và kết nối Bluetooth ta nghe thử. Đây. Bật Bluetooth lên. Bluetooth nó có tên là Win 668. Đây. Đấy, đã kết nối. Ta sẽ tiến hành. Khi kết nối thì máy là khi nào chúng ta bật play thì nó mới bật nguồn cho cái phần play, bật nguồn cho cái phần là nghe nhạc, nó phải tiết kiệm điện. Ta thấy này, đấy bắt đầu bắt nguồn đấy. Nếu ta tắt đi thì máy sẽ làm ta stop, máy sẽ tự thoát đấy. Máy sẽ tự là tắt nguồn cho cái phần đấy. Đấy, tắt nguồn rồi đấy. Đây, bây giờ ta sẽ thử chức năng chống ghi âm, chức năng chống ghi âm bằng cách là ta sẽ dùng cái điện thoại BlackBerry này phát thay người nói đấy, đấy. Thay người nói đấy. Thế và để mà thì tôi sẽ sử dụng cái điện thoại này, cái điện thoại iPhone, một cái mà khi ghi âm bằng điện thoại iPhone là khó chống ghi âm nhất. Đây, giờ ta sẽ thử xem. Đây, bây giờ đấy, ta sẽ thử để này, ta sẽ thử là di chuyển điện thoại xung quanh phòng và vứt nó dưới sàn nhà xem có tác dụng hay được không. Giờ trước mắt là ta phát cái điện thoại trước. Đây. Cho cháu đi ăn phố. Đây. Sau đó mẹ tôi được xin thêm hai em gái nữa. Chúng tôi xung quanh đến nhà. Bây giờ tôi sẽ bảo hai nhà không yêu. Con có đứa còi như cái sải hoa. Chứ không nó ngoài thai. Bây giờ sẽ bật máy không yêu. Thậm chí là ông xin bỏ. Đấy. Giờ ta thử thử nghe lại xem có tác dụng hay là không. Đây. Bản ghi âm đây. Bây giờ sẽ bật máy không ghi âm. Đấy, vì vậy ta thấy rằng là khi mà bật máy chống ghi âm, kể cả việc ghi âm bằng điện thoại iPhone mà di chuyển điện thoại xung quanh phòng vào những cái khoảng khuất dưới sàn nhà,
đá điện thoại bất cứ chỗ nào, xoay hướng điện thoại micro ở bất cứ theo cái hướng nào, từ sàn nhà lên đến chiều cao là gần đến trần nhà, thì cái bản ghi là chúng ta vẫn không nghe thấy gì, không nghe được rõ được cái tiếng nói gì nào cả. Chứ còn nếu mà ta ghi âm vào các cái loại điện thoại khác và các cái máy ghi âm chuyên dụng, máy lén ghi âm, lén ghi âm trộm, thì nó càng nhạy thì lại càng hiệu quả cao, thử càng xa hơn rất nhiều. Vì máy này là sử dụng cái công nghệ AI mà nó vậy, nó sẽ tự là phân tích cái tiếng nói phát ra để nó tạo nhiễu cho phù hợp. Và mặc dù là hiệu quả chống ghi âm rất tốt như vậy, nhưng mà máy là tiếng ồn rất thấp, ở chế độ lâu là tiếng ồn hầu như không nghe thấy gì.